Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Hương Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây hôm nay mà vợ mình làm món thịt heo luộc chấm mắm nêm ngon đó các bạn. Giờ đây thịt heo đó các bạn. Giờ mình đem luộc các bạn. Rửa rồi nha, Hôm nay mình rửa rồi các bạn, mình bỏ tủ lạnh thôi. Rửa tao bỏ tủ lạnh, bây giờ mình lấy ra mình luộc các bạn. Đây mắm nêm mình có cái khóm nè các bạn, thơm nè, mình mà trộn vô các bạn. Với mình chỉ cần đường, bột ngọt với thêm miếng chanh. Còn miếng tắc với miếng tắc hạnh thôi các bạn. Bóp lên chi vậy? Rồi. Mắm nêm phải phải có khóm thì mới ngon các bạn. Miền Nam gọi là khóm, miền Bắc gọi là thơm. Bây giờ mình đổ chai mắm nêm mình trộn vô các bạn. Giờ mình làm các bạn, ngon lắm. Rồi nửa chai mắm nêm thôi, dạ, hết thôi đừng nhiều. Đường cái thêm miếng này đường ngọt cái ngọt là được rồi, với lại thêm trái trái tắc nữa, có dùng chăn cho mình là xong rồi, nó thơm 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 lừng luôn á. Trời ơi, ngó lên coi, cười cái coi. Sao sao nghe mùi mắm nêm dữ vậy? Một muỗng rưỡi, vừa chứ vậy? Có một ngọt không vậy? Dĩa đường à? Một chén. Đây một rổ rau sống nè, giờ mình rửa sạch rồi các bạn. Cho mình cuốn bánh tráng ăn các bạn. Thập giờ để nguyên cục bự về luộc biết nào chín vậy? Nửa chín, nửa trái rồi hả? Ngon vậy? Được chưa? Ngon. Mà chúng mình bỏ vô chảo mình nấu lại cái nữa cho nó chín miếng nêm. Đây bánh tráng là chúng mình cuốn các bạn, bịch bánh tráng bự luôn. Rồi thịt mình luộc sắp xa chín các bạn. Dạ mình giờ sắc vô leo các bạn. Ngon à. Cười. Cú bánh tráng rau sống với bún nữa các bạn. Ở đây có bún nữa nè các bạn. Đầy đủ gì mới ngon. Đầy đủ rồi nè. Có dư luôn á, bịch bánh tráng chà bá luôn, ăn hết nó mới sợ. Rồi giờ chín đây các bạn, giờ mình vớt ra thôi các bạn. Với sắc mỏng 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 cái mình cuốn bánh tráng nha. Chấm nêm hết bài luôn các bạn. Giờ ngủ không sắc được. Đây giờ mình nấu mắm nêm các bạn. Mình nấu một chút cho sôi lên cho chín mắm nêm là được, ăn mới ngon. Ăn cho bụng yếu rồi không có bị đau bụng. Rồi, sôi rồi chín là ngon lành rồi các bạn. Rồi mình tắt bếp thôi các bạn. Dọn ra ăn được rồi các bạn. Rồi giờ vợ mình xắt thịt rồi các bạn. Xắt thịt ra. Xắt thịt ra cuốn bánh tráng các bạn. Rồi cái mặt sắp đẹp chăm chú ghê không? Giờ sắp đụng dĩa một tô các bạn. Rồi bây giờ mình đổ mắm nêm ra chén, mắm nêm ra chén các bạn. Ngon lành rồi nè. Ăn hết chén thôi nha vợ. Rồi mời các bạn ăn cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Dạ tôi ăn vụng kìa.
Thank you.